Trọng tài Australia xử FU23 Việt Nam từng dính nhiều bê bối. Trọng tài Chris Beard đang trở thành tâm điểm sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. Ít ai biết rằng, trong quá khứ, ông từng gây tranh cãi ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam và từng dính phút ở quê nhà. Phút 29 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, trọng tài Chris Beard đã cho U23 Iraq hưởng phạt đền trong tình huống tranh cãi. Ông cho rằng Xuân Mạnh đã phạm lỗi với Ayman Hussein trong vòng cấm. Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm, người ta có thể thấy tác động của cầu thủ U23 Việt Nam với Hussein là không rõ ràng. Sau trận đấu, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đều cho rằng trọng tài người Australia đã quá nặng tay trong tình huống này. Ít ai biết rằng, trong quá khứ, trọng tài Chris Beard từng khiến Việt Nam ôm hận vì quyết định của mình. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2015, trọng tài Chris Beard đã điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq ở vòng loại World Cup 2018. Ở trận này, Lê Công Vinh đã ghi bàn giúp Việt Nam dẫn trước. Dù vậy, đúng vào phút cuối cùng, trọng tài người Australia đã đưa ra quyết định tranh cãi khi cho Iraq hưởng phạt đền. Ông cho rằng Thanh Hiền đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, trong quá khứ, trọng tài Chris Beard từng dính khá nhiều phút ở quê hương. Trong trận đấu giữa Sydney FC và Quét Tân Sydney tại giải vô địch quốc gia Australia, trọng tài này đã trở thành tâm điểm với quyết định xử ép câu lạc bộ Sydney. Trong trận này, ông vua áo đen, người Australia đã có 3 lần thổi phạt tranh cãi với cầu thủ Sydney. Bên cạnh đó, ông còn từ chối một quả phạt đền của câu lạc bộ này. Sau trận đấu, trọng tài Chris Beard đã công khai xin lỗi câu lạc bộ Sydney. Năm 2015, vị trọng tài này từng gặp vấn đề liên quan tới Sydney FC. Đó là trận đấu giữa Sydney FC và Wellington Phoenix. Trọng tài đã thổi phạt Sydney FC 29 lần, gần gấp đôi so với Wellington Phoenix. Bên cạnh đó, những người Sydney cũng cho rằng họ bị từ chối 2 quả phạt đền. Sau trận đấu, Sydney FC cho rằng bị trọng tài Chris Beard xử ép bởi họ chỉ có 2 lần phạm lỗi trên 20 lần trong một trận đấu. Sau đó, giám đốc điều hành của Sydney FC đã lên tiếng công kích trọng tài Chris Beard. Ông kêu gọi Liên đoàn bóng đá Australia không phân công trọng tài này điều khiển các trận đấu của câu lạc bộ và thậm chí nặng hơn là treo còi của ông tới hết mùa giải. Trọng tài Chris Beard sinh năm 1984. Năm 2002, ông được đào tạo để trở thành trọng tài và năm 2011, ông được cấp chứng chỉ của FIFA. Ông là một trong những người đầu tiên được FIFA chọn để áp dụng thử công nghệ xử lý tình huống bằng video. Trọng tài Úc xử FU23 Việt Nam, giới chuyên môn nói gì? Trong pha tranh chấp tưởng chừng rất đơn giản và bình thường của Duy Mạnh với một cầu thủ U23 Iraq, nhưng trọng tài Chris Beard lại chỉ tay vào chấm 11m, qua đó khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa. Theo trọng tài Nguyễn Trọng Thư, vị vua áo đen này đã quá nặng tay. Dù phải chạm trán đội bóng được đánh giá rất mạnh là U23 Iraq, nhưng U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin và tỏ ra không hề lép vế. Bất ngờ hơn, chính các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới là đội vươn lên dẫn trước ở phút 12 sau pha chạm bóng của Công Phượng. Nhận bàn thua bất ngờ, U23 Iraq đã tràn lên tấn công, nhưng họ phải đối mặt với hàng phòng ngự chơi đầy chặt chẽ và tập trung của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc đang bế tắc thì đại diện Tây Á lại được hưởng quả 11m tưởng tượng từ trọng tài chính người Úc Chris Beard. Phút 28, từ một tra treo bóng bên cánh phải theo hướng tấn công của đối thủ, Duy Mạnh nhảy lên tranh chấp với một cầu thủ U23 Iraq, sau đó cả hai đều ngã xuống nhưng trọng tài chính Chris Beard lại chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Hussein đã không bỏ lỡ cơ hội để san bằng tỷ số 1-1. Nhận định về tình huống này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho rằng đồng nghiệp người Úc đã quá nặng tay với U23 Việt Nam. Tôi cho rằng trọng tài đã quá nặng tay ở tình huống thổi phạt đền U23 Việt Nam. Đó là pha bóng bình thường, chỉ đơn thuần nhảy lên tranh chấp cùng nhau. Tuy nhiên, không hiểu sao trọng tài chính lại quyết định thổi phạt đền. Ở tình huống này, nhiều người sẽ không bao giờ có quyết định thổi phạt đền. Vì bắt lỗi ở tình huống này là quá nặng tay, khi hai cầu thủ chỉ đơn thuần nhảy lên và không hề có va chạm gì rõ ràng hay cố ý. Trong khi đó, trái ngược với nhận định của trọng tài Thư, cựu huấn luyện viên Phạm Như Thuần và chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển lại cho rằng đấy là quyết định chính xác của trọng tài chính khi Duy Mạnh đã phạm lỗi với đối phương trong pha nhảy lên tranh chấp. Nhưng nhìn chung trong suốt 90 phút cầm còi, người hâm mộ đều có chung một quan điểm là những pha cắt còi của trọng tài người Úc có phần nặng tay với các cầu thủ U23 Việt Nam.
triệu fan Sài Gòn ăn mừng U23 Việt Nam làm nên lịch sử. Trong đêm lịch sử của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á, hàng chục triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam như ngất ngây. Rất nhiều người trong số họ có nhiều cách khác nhau để cùng vỡ òa với những khoảnh khắc không ngờ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tối 20 tháng 1, sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Iraq nghẹt thở sau 120 phút và loạt penalty định mệnh, rất đông người dân ở Sài Gòn đã đổ ra đường ăn mừng kỳ tích của U23 Việt Nam khiến trung tâm quận 1 có một đêm vui như Tết. Ngay sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Iraq để chính thức vào top tứ đại gia châu Á, các fan bóng đá Việt tại Sài Gòn đã đổ ra đường với trống, kèn, cờ để ăn mừng. Người hâm mộ phấn khích hò hát, ca hát, nhảy múa khắp các tuyến đường. Sự sôi động lan tỏa trên khắp các con phố với khẩu hiệu Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch. Đặc biệt, hàng chục nghìn người dân ở Sài Gòn đã cùng đổ ra đường hòa vào dòng người với cờ đỏ sao vàng để đi bảo ăn mừng kỳ tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù gần nửa đêm, các tuyến đường vẫn sôi nổi như ngày hội. Thậm chí khu vực trung tâm quận 1 gần như thất thủ trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Không khí thật sự vui như Tết. Các quận khác đều có khá đông cổ động viên đổ ra đường ăn mừng. Một số người hâm mộ tập trung trước hội trường Thống Nhất nhảy múa tưng bừng. Đâu đâu cũng ngập tràn cờ đỏ sao vàng, những lời chúc mừng, ca tung kỳ tích của đội bóng áo đỏ. Bên cạnh các cổ động viên nam, các cổ động viên nữ xinh đẹp cũng quẩy tưng bừng trong đêm. Các cổ động viên trung niên như trẻ lại, cùng hòa vào không khí chung. Sau khi bão quay các tuyến đường, phần lớn người hâm mộ tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ để tiếp tục cuộc vui. Anh Huỳnh Thi, một cổ động viên của Hội Cổ động viên bóng đá Việt cho biết, đêm nay chúng tôi sẽ ăn mừng tới sáng cùng nhau để chúc mừng cho thành tích của U23 Việt Nam. Một trận đấu quá cảm xúc, hơn cả một bộ phim. Bên cạnh các cổ động viên Việt Nam, các vị khách nước ngoài cũng hào hứng hòa vào màn ăn mừng. Một số du khách liên tục gửi lời chúc mừng đến người dân Việt Nam. U23 Việt Nam tuyệt đỉnh thăng hoa, triệu fan phát sốt, mơ làm vua châu Á. Người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia, cúi đầu thán phục U23 Việt Nam sau chiến tích lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Iraq trở thành đề tài châm biếm vì những phát ngôn xem nhẹ thầy trò Park Hang-seo. Vỡ òa là tâm trạng chung của người hâm mộ bóng đá cả nước khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq sau 120 phút chính thức hòa 3-3 cùng loạt luân lưu cân não 5-3, đồng thời giành tấm vé lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Hàng triệu cổ động viên khắp mọi miền đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử này. Không chỉ đưa lịch sử bóng đá Việt Nam sang trang mới, chiến tích của thầy trò Park Hang-seo còn giúp Đông Nam Á vốn được xem như vùng trũng bóng đá, nở mày nở mặt. Ngay lập tức, U23 Việt Nam trở thành từ khóa hot nhất trên các diễn đàn mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram. Cộng đồng fan Đông Nam Á, đặc biệt là người hâm mộ Malaysia dành những mỹ từ đẹp nhất như niềm tự hào Đông Nam Á, vua Đông Nam Á để ca ngợi thầy trò Park Hang-seo. Trước đó, U23 Malaysia cũng xuất sắc vượt qua vòng bảng nhưng bị U23 Hàn Quốc đánh bại 1-2 ở tứ kết. Philippe Begathi On, quốc tịch Pháp, một cổ động viên ruột của bóng đá Việt Nam, lấy vợ Việt nhưng sinh sống tại Singapore, đã không giấu được cảm xúc và thốt lên chiến thắng lịch sử của Việt Nam. Họ đã lần đầu tiên góp mặt ở bán kết châu Á. U23 Iraq vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ bề dày thành tích một lần vô địch, một lần giành hạng 3. Thậm chí các cầu thủ, ban huấn luyện đại diện Tây Á cũng tự tin đặt mục tiêu vô địch sau khi đối thủ lớn nhất nhà đương kim vô địch Nhật Bản bị loại. Ngay lập tức, các cổ động viên đã chế giễu U23 Iraq vì thái độ xem thường U23 Việt Nam cũng như các đại diện Đông Nam Á. Thậm chí trong phút cao hứng, nhiều cổ động viên còn tự tin khẳng định thầy trò Park Hang-seo đủ sức đánh bại Qatar ở bán kết và giành chức vô địch châu Á. Đây có phải là đội bóng từng bị loại ở vòng bảng SEA Games? Bóng đá thật đẹp biết bao. Niềm tự hào Đông Nam Á, tiến lên Việt Nam ơi! Việt Nam, vua Đông Nam Á, Malaysia, hoàng hậu Đông Nam Á, Thái Lan, công chúa Đông Nam Á, Indonesia, cạn lời. Một fan đặc biệt danh hài hước cho các đại diện ASEAN. Chúc mừng U23 Việt Nam, các bạn đã làm tôi khóc. Hãy nhận lấy sự tôn trọng từ tôi một. Fan Malaysia. U23 Iraq từng vỗ ngực tuyên bố vô địch sau khi U23 Nhật Bản bị loại. Họ nghĩ vượt qua các đại diện Đông Nam Á là dễ dàng ư?
người hâm mộ Malaysia chúc mừng Việt Nam. Hy vọng các bạn sẽ giành chức vô địch để cho tất cả biết về sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Chúc mừng Việt Nam, đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Iraq nên về nước và chuẩn bị cho tháng ăn chay Ramadan. Chúc mừng Việt Nam. Đừng quên chúng tôi những cổ động viên đã ủng hộ các bạn kể từ trận đấu đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể tự tin khẳng định chức vô địch đang nằm trong tay các bạn. Các bạn là những người chiến thắng đích thực trong một trận đấu tệ hại của trọng tài. Malaysia và Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới thấy, thành tích vượt qua vòng bảng U23 châu Á không hề may mắn. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời trước Iraq và Hàn Quốc. Tuyệt vời hơn cả, chiến thắng của Việt Nam cho thấy Đông Nam Á không còn là vùng trũng bóng đá thế giới. Tôi đã gào khản cổ khi Việt Nam thực hiện thành công quả luân lưu quyết định. Tin chắc rằng các bạn sẽ vượt qua Qatar. Trong khi đó, cộng đồng fan Việt Nam cũng không quên bày tỏ cảm xúc sau chiến tích lịch sử của thầy trò Park Hang-seo. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.